Vâng, xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2019. Mình xin tiếp tục quay chiếc Forerunner bán tải vừa mới về. Xe Forerunner sản xuất năm 2016, số sàn máy dầu XLS, tự động số sàn một cầu. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265090 hoặc qua địa chỉ 36 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để được xem xe. Sau đây em xin quay về phần vỏ ngoại thất cho anh chị em xem. Về phần vỏ này thì cơ bản là không đâm đụng tai nạn biến dạng ô tô. Sơn zin này còn rất nhiều. Lốp còn rất dày các bác nhé. Xe đã được trang bị nắp thùng thấp, rất chi là thời trang. Xe máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm, xe trang bị rất nhiều đồ chơi như bệ bước này, nội thất da, vô lăng củ xế rất mới các bác nhá. Đây, vô lăng không một lỗ sần luôn, rất chi là đẹp. Táp lô táp ly rất đẹp. Ốc cánh cửa xin hết các bác nhá. Bốn cánh cửa là ốc xin này. Gầm bệ là sắt xi có thứ là không hề bối mọt các bác nhá. Lót thùng cơ bản là không chở hàng nên là rất chi là đẹp. Về cái sàn lốp rất dày các bác nhá, bộ lốp rất chi là dài. Các bác xem video nhớ đăng ký, ấn nút like, chia sẻ, đăng ký giúp em. Bác ấn đăng ký thì bên em về rất nhiều bán tải, thì các bác theo dõi được rất chi là sớm nếu bác nào ấn đăng ký. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265090 hoặc qua địa chỉ 36 Tô Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để được xem xe và
trải nghiệm trực tiếp. Ở đây em quay về phần máy cho anh chị em xem. Máy là 100% zin nhá, ốc cabo cánh. Cánh cửa là zin hết các bác nhá. Ốc máy zin 100%. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090 hoặc qua địa chỉ 36 Tố Hữu để được xem xe và chạy trải nghiệm trực tiếp. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.